Chào anh chị cô chú, hôm nay Bảo lại lên chương trình máy khoan tua chậm. Tuần trước làm rồi, anh chị cô chú mình đặt nhiều quá, thì hôm nay sẽ lên tiếp clip tiếp theo. Hàng về, đó hàng này về trước rồi, bán chưa hết, lên đợt 2 nha. Đặt nhiều quá thì Bảo cũng lên luôn. Rồi tiếp tục, máy khoan tua chậm này á là hàng nội địa Trung Quốc. Nhiều anh chị cô chú mình nhầm tưởng là của Nhật không à. Đó là máy nội địa Trung nha, Trung Quốc á. Rồi mình mua mẫu máy này thì Bảo cũng nói luôn, bên trên hình sẽ có cần minh họa thôi, máy không có. Và cái này Bảo cũng không lấy ra làm gì cả. Và đương nhiên cần minh họa anh chị cô chú mình thấy á, vẻ còn sai hình đây. Đầu kẹp mà đi vặn răng thì có đâu bằng ren á. Đó, đầu này chỉ là đầu kẹp thôi nha, kẹp là xong. Rồi 550.000 thôi. Có một cây máy nội địa Trung Quốc, 3 nhông giảm tốc. Tiếp tục, ngày trước quên giới thiệu anh chị cô chú mình luôn, là mẫu máy khoan tua chậm này á, xài mũi khoan sắt này, khoan gỗ siêu bền luôn. Vì nó chạy tua chậm nên là tình trạng cháy mũi là sẽ không có nha. Đó, mình mua máy khoan 13mm thì tua nó rất là nhanh, mình xài sẽ dễ cháy mũi. Trong khi máy này có vòng tua chỉ có là 600 vòng thôi, là mình xài á, mũi cực kỳ bền luôn. Rồi với công suất đã giới thiệu rồi, 1800W, rất là khỏe để mình xài nè, đánh bột nè, bê tông nè, hồ dầu, đánh bột làm bánh, đi làm công trình, cây này khỏe nha. Và đương nhiên chức năng khoan gỗ này, khoan sắt thì cũng khỏe không hề luôn, nó khỏe kinh khủng luôn. Gỗ 2-3 tấc mình khoan cây này ok lắm nha. Đó, Bảo thấy những anh mà làm những cái phản á 1 mét xài cây này khoan luôn. Đó, Bảo đã có video rồi. Rồi tiếp tục, máy thì sẽ trang bị là 3 nhông giảm tốc cho độ bền cao. Khung máy hoàn toàn là kim loại hết, được sơn tĩnh điện. Đó, sơn vân luôn nha, khá đẹp, thương hiệu Auli Line. Rồi test máy tiếp tục cho anh chị cô chú nào có nhu cầu mình chọn mua. Rồi đầu á là trang bị đầu 16mm nha, không phải đầu 13 đâu, nên là mình xài cái này á cực kỳ khỏe. Rồi máy sẽ đi kèm là 3 tay cầm luôn, khui nguyên một hộp mới cho anh chị cô chú mình xem. Rồi bên trên sẽ có công ty nhập khẩu đầy đủ như thế này. Rồi đổ ra này, nguyên máy nha, đổ ra đi. Một tay cầm bằng ren để anh chị cô chú mình vặn đây cầm nắm. Tiếp tục, nếu mà đánh bột thì mình gắn tay cầm này có sẵn ốc rồi, tháo ra gắn vào đây. Và một đầu lớn 16mm, đóng côn, lấy búa gõ vào là xong. Lôi không ra, đóng mạnh vào một cái là xài thôi nha. Đó, đầu này gần sát là mình xài ok. Dây nguồn dài 2 mét, khóa mở đầu 16mm, cài vào ở đây anh chị cô chú à. Rồi mức giá 550.000, anh chị cô chú mình đặt về chế khoan bàn, cây này khỏe dữ lắm. Đó, để mình khoan ở gia đình nè. Đó, khoét lỗ gạch cây này làm ok luôn. Đó, nhiều tác vụ lắm nha. Rồi 550.000 một cây. Anh chị cô chú nào chưa có thể sắm về để chế làm lặt vặt này kia, công trình, thì cây này đáp ứng nhiều công việc lắm nha. Đánh bột nè, đó, khoan sắt dày, khoan gỗ dày 5-7 tấc gì làm láng luôn. Rồi, có nhu cầu liên hệ cửa hàng Bảo để được tư vấn qua 3 số hotline trên màn hình, hoặc là Zalo bên cửa hàng Bảo chụp hình tư vấn kỹ hơn. Rồi, Bảo xin kết thúc video review máy khoan tua chậm Auli Line tại đây.